Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, em Toàn hôm nay lại có một bức tượng về ông lão của ở Nhật Bản đây. Hàng Kutani, hàng rất là đẹp luôn. Hàng này là em nghĩ là nó rất là sâu tuổi các bác nhá. Đây các bác xem nó chuyện này. Đáy này rất là sâu. Kutani nó chuyện đây nha các bác nhá. Đấy, đây mặt rất là đẹp luôn. Thần thái. Đấy. Đây mời tất cả quý anh chị xem. Em quay cho các bác xem. Đấy, đây là em đo chiều cao cho mọi người xem nhé. Chiều cao của ông này là 36 nhé mọi người nhé. Chiều cao 36. Bề ngang khoảng 20 mọi người ạ. Chiều cao 36, bề ngang khoảng 20. Rất là đẹp luôn. Mặt người ta làm rất là đẹp luôn. Trên tay ông có cầm một quả đào nhé mọi người nhé. Đấy, đây trên tay cầm quả đào. Mặt rất là đẹp luôn, rất là thần thái. Đây cho các bác xem này. Đấy, mặt như thật luôn các bác ạ. Làm quá là đẹp luôn. Đấy, tóc đằng sau chuyện mộc đầy đủ, mũ vàng, quả đào vàng, quả đào tiên. Đấy, các bác nào ai mà ưng ý qua tượng này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em Toàn xin phép là kết thúc video đây mọi người. Em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Rất là ok.